vì lý do gì quý bà chị em? Nơi đền thờ của Chúa thì Chúa người và Chúa chúng ta đang quyền năng vĩ đại vô cùng. Chính Ngài đang ngồi tại đây, đang hiện diện và đang nhìn xem trong lòng quý bà chị em. Buổi chiều nay có những bài hát và anh ngữ cũng có những lời tiếng Việt. Mong quý vị lớn tuổi có thể thông cảm cho các em nhỏ có thể cùng với họ thánh Chúa để qua đồng sự ca ngợi nhà chúng ta cảm ơn Chúa. Quý vị lớn tuổi nếu quý vị cảm thấy mình đứng lâu hơn mọi chứ quý vị cũng có thể ngồi để thờ phượng Chúa. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi sự ở nơi trong lòng của Chúa nhận nơi chúng ta làm điều tốt nhất và chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa chiều nay. Bài hát đầu tiên chúng ta sẽ ca cho Chúa là ngợi khen dòng huyết. Và tôi tin rằng nếu mà không bởi huyết của Chúa Giêsu thì mỗi chúng ta hôm qua có thể đứng đây để thờ Chúa như được. Chúng ta cảm ơn Chúa chính bởi huyết của Ngài. Cho nên của Chúa đã bằng lòng chết vì mỗi đời sống của chúng ta quý vị xem. Chúa đã chọn một giải pháp để chính cả mạng sống của Ngài, sự hy sinh của Chúa để đem chúng ta sự sống. Nên mỗi chúng ta buổi chiều nay, chúng ta đang sống trong quá khứ của mình. Có thể những tội lỗi chúng ta đã phạm trong những quá khứ, những ngày năm tháng vừa qua. Và những điều đó đã trì trệ làm chúng ta không đứng lên được. Thế những tiếng nói trong tâm trí từ ma quỷ nói rằng chúng ta không xứng đáng ở trong đền thờ của Chúa, không xứng đáng để làm con của Ngài. Nhưng quý bạn chị em ơi, bởi huyết của Chúa, Chúa đã nói là dầu tới đội chúng ta đỏ như hồng điều, đỏ như son, như trắng như hồng chim, chị em ơi chúng ta vui mừng, vui mừng lên với Chúa, hát đến cài cài ngày ngày và tin chắc rằng huyết của Chúa làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Thank you.
sống chúng ta. Cầu nguyện Ngài. My life in you, Lord. Chúng ta vui mừng đến điều này. Vui mừng chúng ta thuộc về Chúa, phải nguyên mạnh Chúa. Đức Chúa Trời vĩ đại vô cùng. Ngài chết cho chúng ta. Chính Ngài là Cha. Và Chúa muốn ta nguyên mạnh. You are.
Cảm ơn Chúa vì chúng ta giao đời chúng ta ở trong tay của Ngài. Và Ngài lại khắp trên trời truyền ra sự vinh hạnh của Ngài. So sánh với Chúa của ta quý mến, nếu Ngài là duy nhất, cao cả nhất chúng ta cần phải, thì ta phải hết tâm lòng của mình, vô cao sự vinh hiển của Chúa của mình. Thank you.
Nguyện Chúa Chúa đến bên nhà. Nguyện chính mỗi lòng của con thấy phước hạnh khi con được vinh dự để thờ phượng, để tôn vinh một đấng chí cao. Nguyện Ngài cho lòng chúng con bình an vui vẻ trong hạnh. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa Chúa.